Rồi ok hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Online đêm nhé. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em gọi là một cái bớt khá thú vị mà mình đã sử dụng cả mùa rồi Thì cái bất này gọi là bất bếp nha, nó sẽ có rất là nhiều tác dụng ngoài cái việc trang trí và làm lắc game ra thì nó sẽ có một số lợi ích khi mà anh em chưa có app thì cái bớt này được giới thiệu bởi bạn Thuận nha anh em Và bạn Thuận chỉ cho mình và một số anh em trong Discord Sử dụng cái bớt này cũng khá là lâu rồi Chắc cũng cỡ lúc đầu mùa 2 á, mùa, mùa season 1 á Thì cũng test vui vui rồi Bây giờ thì mình nghĩ là chắc cũng nên chia sẻ cho anh em biết thêm Và thể sử dụng, không biết là sau này họ có fix không Nhiều khi mình làm lên, nhiều khi anh em uh, nó fix rồi không xài gì nữa Thì cái bớt này nó sẽ giúp cho anh em bức bếp nhìn khá là thú vị như những gì anh em thấy trên màn hình á Thấy anh em Đây có thể là rất là nhiều cái con thú thế này hoặc là những cái con thỏ như thế này anh em thấy không đó hoặc là chúng ta sẽ có rất là nhiều con rồng như thế này đấy còn cái mục đích chính của cái bức này á, nó sẽ giúp cho anh em có những cái lợi ích nhất định thì cái lợi ích đó là gì thì anh em vui lòng xem trong video để dự đoán nha anh em được chưa anh em đấy anh em nhìn anh em đoán nhá và cái người mà được lợi nhất đó chính là slot 1 và slot 2 khi mà mình chơi có tối đa 4 người hoặc là mình sẽ có tối đa 3 người được chưa anh em rồi thì bây giờ mình sẽ đến với cách để hoạt động nha anh em Thôi để thực hiện rất đơn giản thôi, đầu tiên thì bạn sẽ cần tạo một cái phòng anh em nhé, một cái phòng co-op. Được chơi anh em? À, mình tạo một cái phòng co-op, sau đó thì anh em có thể tạo, có đó anh em có thể mời những người chơi khác vào. Được chơi anh em? Đấy, bây giờ mình sẽ có một người chơi khác vào. Và ở cái người chơi thứ hai vào thì nó cũng sẽ chưa có gì đặc biệt đâu. Cái vấn đề chính của chúng ta nó sẽ bắt đầu khi vào đến cái người chơi thứ ba Được chơi anh em? Và nên nên nhớ nha, nếu như mình có op có ba người ấy, thì đến khi người chơi thứ ba ấy, thì cái người chơi ở slot 1 thì vẫn có thể được sử dụng bet để đi nhặt đồ cũng như là để búp các kiểu thứ nhưng mà cái người ở lót thứ hai thì họ sẽ không được dùng bét tuy nhiên mình cũng có thể dùng bét bằng cách rất đơn giản thôi lúc này anh em chỉ cần đơn giản anh em bấm vào trong thư mục bét ha anh em bấm vào trong thư mục bét sau đó anh em qua cái chỗ bét như thế này thì anh em sẽ lần phiên thay đổi một trong hai con bét anh em có nếu trong trường hợp anh em có auto thì càng tốt còn nếu không thì anh em chỉ cần đơn giản là anh em sẽ bấm qua bấm lại bấm qua bấm lại được chưa anh em tất nhiên là nó sẽ có tỷ lệ thất bại nhưng mà khi anh em thành công thì anh em có thể mở được thêm bét ví dụ như anh em thấy trên màn hình như thế này được chưa nè đó ok chưa đấy còn nếu mà trong thông thường nếu mà anh em bấm không đủ nhanh đó, hoặc là anh em bấm kiểu bị lỗi thì nó sẽ thông báo và nó sẽ mất hết bếp được chưa anh em tại vì chơi có thông thường bốn người thì nó sẽ không có ai được sử dụng bếp mà đúng không anh em nhưng mà như anh em thấy thì trên màn hình của mình thì mình đã có thể sử dụng bếp và con bếp này anh em thấy là mình dùng thái lan để có thể chơi chung với lại bốn người ok chưa anh em thì cái bước này anh em sử dụng như thế nào là việc của anh em nha ok đấy rất là đơn giản rồi, bạn thân đã hỗ trợ làm video này nha. Hẹn gặp lại anh em trong các video sau. Rồi, thêm một phần nữa, nếu mà cái người chơi ở slot thứ tư mà họ đăng nhập vào, họ lóc vào trong cái phòng của anh em ấy, thì cái người thứ hai cũng bắt đầu là chơi cũng làm tương tự như vậy. Thì mình cũng sẽ đổ slot qua, đổ slot lại. Và nếu như hên và đủ cái nhịp độ thì mình có thể gọi là bớt được con bet. Tuy nhiên là trong trường hợp không được thì mình có thể làm lại ha, làm lại thêm một hai lần nữa để mình có thể bớt được bet. Nói chung thì cái bớt này cũng khá là thú vị à, nó sẽ rất tốt khi anh em chơi có ví dụ như những anh em nào mà lừa nhặt đồ ấy thì anh em vẫn có thể sử dụng được ok rồi